Tiến hành tháo dỡ chuồng cọp mở lối thoát hiểm tại chung cư mini sai phép của ông Nghiêm Quang Minh. Ủy ban Nhân dân phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái quy định, không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại chung cư mini số 95, ngõ 141, phố Trích Xài do ông Nghiêm Quang Minh làm chủ đầu tư. Diễn biến sự việc như thế nào, mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Sáng 21 tháng 9, lực lượng chức năng quận Tây Hồ, Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bưởi tiến hành tháo dỡ các hạng mục cơi nới trái quy định, không đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại chung cư mini số 95, ngõ 141 phố Trích Xài do ông Nguyễn Văn Minh làm chủ đầu tư. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường Bưởi đã huy động công nhân chia thành hai tốp nhỏ, tiến hành tháo dỡ chuồng cọp bịt kín lối ra vào và các toàn bộ phần khung sắt được dựng lên ở trên tầng thượng của tòa nhà. Đồng thời, ở phần tầng hầm của căn chung cư mini kể trên, phường cũng sẽ tiến hành đục thông tường để mở thêm một lối thoát hiểm cho người dân. Ngoài ra, sẽ dọn toàn bộ vật tư có khả năng gây cháy đang được tập kết trong tòa nhà trên. Ông Nguyễn Minh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bưởi cho biết, sau khi giải quyết xong các hạng mục kể trên, phường cũng sẽ tiến hành lắp đặt thang thoát hiểm bên ngoài nhà. Bên cạnh đó, kinh phí cho việc khắc phục các tồn tại này phải do chủ đầu tư chịu trách nhiệm. Căn chung cư mini số 95, ngõ 141 phố Trích Xài được cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tối đa 5 tầng, một lửng, một tum. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây 8 tầng, hiện tòa nhà này có 45 căn hộ, tăng gần gấp đôi so với thiết kế. Tòa nhà do ông Nghiêm Văn Minh, chủ căn chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân, làm 56 người chết và một cá nhân khác cùng làm chủ đầu tư. Theo ghi nhận, căn nhà này không có lối thoát hiểm, lối vào được bịt kín bởi các lồng sắt, tại tầng hầm làm chỗ để xe cũng được chủ đầu tư bố trí phòng để cho thuê. Trước những sai phạm kể trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bưởi Nguyễn Minh Hoài cho biết, hiện phường đang tập trung khắc phục các hạn chế và bổ sung các biện pháp an toàn phòng cháy cho tòa nhà. Với các nội dung liên quan tới vi phạm trật tự xây dựng, ông Hoài nói sẽ chờ chỉ đạo của cấp trên. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới và bình luận, và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.